Rồi, buổi học tuần trước chúng ta đang dừng lại ở chỗ nào nhỉ? Đã tìm hiểu được những nội dung gì rồi nhỉ? Ta còn nhớ không ạ? Cái cô là mấy cái cơ sở về tình hình quốc tế với tình hình trong nước á, tình hình trong nước là những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo phong kiến với bên tư bản á. À rồi, cảm ơn Đô ha. Buổi học trước á, chúng ta đang dừng lại ở cái việc đó là chúng ta đang trình bày những cái cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó chúng ta nói là sẽ cùng nhau tìm hiểu hai nội dung đúng không ạ? Đầu tiên là nói về cái cơ sở khách quan dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, và cái thứ hai là cơ sở lý luận. Cái cơ sở khách quan mà chúng ta đã tìm hiểu đến đó là gì nhỉ? Đó là cái bối cảnh của thế giới và bối cảnh ở trong nước của thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với những cái sự kiện nổi bật nó như thế nào đó và tác động với cá nhân Hồ Chí Minh. Đúng không ạ? Bối cảnh thế giới thì nó có ba đặc điểm lớn này: chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc này, cách mạng tháng 10 Nga giành thắng lợi này, và cái thứ ba đó là sự ra đời của tổ chức Quốc tế Cộng sản vào tháng 3 năm 1919 ha. Còn trong nước thì chúng ta thấy rằng là dưới cái sự cai trị của thực dân Pháp thì Việt Nam mất nước trước đã ha. Việt Nam mất nước và thực dân Pháp đã dùng những cái chính sách rất là khác để mà cai trị nhân dân Việt Nam, và nhiều những cái phong trào đấu tranh chống Pháp nó nổ ra theo hai khuynh hướng lớn, khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng dân chủ tư sản, nhưng mà nó đều thất bại. Điều đấy nó thúc đẩy rất là nhiều những người thanh niên yêu nước khác, trong đó có Nguyễn Tất Thành tìm kiếm cái con đường cứu nước nó phù hợp với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Đây là chúng ta xét những cái yếu tố bối cảnh trong nước và quốc tế dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái mà chúng ta đang dừng lại đó là chúng ta đang xét về những yếu tố thuộc về tiền đề cơ sở lý luận dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh này. Và cái tiền đề cơ sở lý luận dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thì nó gồm có ba ý ha. Cái thứ nhất là những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cái thứ hai là tinh hoa văn hóa của nhân loại. Và cái thứ ba là chủ nghĩa Mác Lênin. Thế thì khi mà nói về những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì chúng ta có thể liệt kê được những cái giá trị truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam chúng ta nhỉ? Cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khi mà chúng ta nhắc đến của dân tộc Việt Nam thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái giá trị truyền thống nào ta? Giá trị đoàn kết đấy cô. Đoàn kết này. Ngoài đoàn kết ra này còn gì đâu ạ? Yêu nước cô, kiên cường bất khuất. Kiên cường bất khuất. Còn gì nữa không ạ? Khi mà nó nhắc đến những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ha, thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái giá trị mà như là các anh chị vừa mới trình bày đấy. Cái thứ nhất là chủ nghĩa yêu nước. À, chính cái chủ nghĩa yêu nước là một cái sợi chỉ đỏ, là một cái mẫu số chung của cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Nó tạo nên một cái sức mạnh cực kỳ khổng lồ để mà chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng từ rất là nhiều những cái thế lực thiên tai địch họa khác nhau ha. Xin lỗi các bạn chút.
Rồi, xin lỗi các anh chị ha, chúng ta tiếp tục ha. Chúng ta đang dừng lại cái giá trị truyền thống của dân tộc đầu tiên, đó là cái chủ nghĩa yêu nước ha. Chính cái chủ nghĩa yêu nước này chúng ta thấy là một trong những cái giá trị rất là quý báu của dân tộc Việt Nam kể từ khi dân tộc Việt Nam chúng ta dựng nước và giữ nước cho đến tận lúc này. Thế nói về cái lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam thì theo các bạn và các anh chị thì lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam có bề dày bao nhiêu năm rồi ạ? Bao nhiêu lâu rồi ạ? Xin mời bạn Trần Văn Tịnh ạ. Dạ thưa cô là 4.000 năm ạ. Dạ 4.000 năm ạ. Lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam ha. Bây giờ các chắc là tất cả các anh chị comment bên ô chat cho mình đi. Đang là theo ý kiến cá nhân của các anh chị thì lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam có bề dày bao nhiêu năm rồi? Chúng ta comment bên ô chat cho mình. Ha, tất cả các bạn và các anh chị ha, comment bên ô chat cho mình. Xin mời anh Thành. Em lộn quá. Rồi. Chúng ta comment bên ô chat cho mình ha. Khoảng 5.000 năm, 4.000 từ 4.000 đến 5.000, 4.000, dòng máu là khoảng 4.000, tất cả đều 4.000 ha. Anh Nguyễn Văn Thành vào khoảng 3.000, Nguyễn Lê Quốc Việt 4.000, bạn Nguyễn Trung Khương nói là 2.000, khoảng 5.000, và là dao động từ 2.000 rồi đến 3.000, 4.000, 5.000, nhiều nhất là 4.000 ha, 4 đến 5.000 là nhiều nhất. Thế lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam có bây giờ bao nhiêu năm? Trước tiên là các anh chị có nghe rõ mình nói không, có bị ồn quá không? Ok cô. Dạ không ạ, nghe tốt ạ. Dạ rồi, nếu mà chúng ta thấy ồn quá hoặc là có vấn đề gì đấy mà không rõ thì chúng ta báo luôn với mình nha để mình điều chỉnh. Trương Văn Hòa nói là 2.000. Tại sao chúng ta lại nói là lịch sử Việt Nam, lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam có bề dày là 4.000 năm? Có phải là vì Đan Trường nói thế không ạ? Đúng rồi cô, nghe trong có bài hát đó đó cô. Có phải là Đan Trường bảo là dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình ấy đúng không ạ? Sau đó rồi bắt đầu suy nghĩ thông minh ha, suy nghĩ cẩn thận hơn, nói rằng là Đan Trường hát bài đấy cũng lâu rồi. Và lúc đấy đã là 4.000 năm, thì đến bây giờ phải là hơn 4.000 năm. Cẩn thận ha, cẩn thận chắc ăn, không phải là hơn 4.000 năm cho chắc ăn. Nhưng mà thế thì lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam có phải là 4.000 năm hay không? Thực ra thì lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, tại sao gọi là lịch sử dựng nước và giữ nước? Cái lịch sử và dựng nước và giữ nước thì nó sẽ tính từ cái thời điểm mà nhà nước Việt Nam đầu tiên ra đời. Và nhà nước Việt Nam đầu tiên ra đời đó là nhà nước Văn Lang.
theo kết quả khảo cổ học, người ta cho thấy rằng là lịch sử cái nhà nước Văn Lang đầu tiên ra đời vào khoảng thế kỷ 7 đến thế kỷ 6 trước công nguyên. Thế kỷ 7. Anh Nhật có ý kiến gì không ạ? Dạ, còn cái nhà nước xích quỷ của Kinh Dương Vương thì sao? Có được không? Không, cái đấy lúc đấy chưa được tính là một cái nhà nước độc lập đâu. Một cái mô hình nhà nước nó phải có đầy đủ những cái cơ cấu, cái bộ máy hành chính của nó cơ. Thế thì tính cái nhà nước sơ khai nhất của Việt Nam lúc bây giờ ấy, là nhà nước Văn Lang. Nhà nước Văn Lang nên là tính là nhà nước đầu tiên. Và nhà nước Văn Lang thì có niên đại vào khoảng thế kỷ 7 đến thế kỷ 6 trước công nguyên. Mà bây giờ chúng ta đang ở trong năm 2022 sau công nguyên. Cho nên là tính ra thì cái lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam chỉ có bề dày khoảng 2.700 năm thôi. Khoảng 2.700 năm. Và chúng ta thấy rằng là trong suốt, cứ cho là gần 3.000 năm lịch sử đấy, thì một trong những cái đặc điểm rất là đặc trưng, một rất là đặc biệt của Việt Nam đó là gì? Đó là cái thời gian mà chúng ta được hòa bình, ổn định để mà xây dựng đất nước ấy, nó ngắn hơn rất là nhiều so với khoảng thời gian mà chúng ta phải đấu tranh để đòi lại độc lập tự do cho dân tộc. Trong gần 3.000 năm đấy, chúng ta đã phải đối diện với rất là nhiều những cái thế lực thù địch, đúng không? Rất là nhiều những cái thế lực thiên tai, địch họa khác nhau. Ít nhất là có 1.000 năm bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc, đúng không ạ? Chúng ta có 1.000 năm bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc. Sau đó rồi đến những cái triều đại phong kiến Việt Nam độc lập. Khi mà những cái triều đại phong kiến Việt Nam độc lập được hình thành và lần lượt thay nhau để mà nắm quyền ở Việt Nam lúc bây giờ đấy, thì chúng ta thấy rằng là họ cũng phải đối diện với rất là nhiều những cái thế lực ngoại xâm khác nhau. Triều đại đầu tiên, triều đại phong kiến độc lập đầu tiên của Việt Nam là triều đại nào thế ạ? Triều đại phong kiến độc lập đầu tiên của Việt Nam, xin mời bạn Tịnh. Dạ thưa cô, là triều Đinh rồi. Triều Đinh. Cảm ơn bạn Tịnh. Có ai có ý kiến khác không ạ? Triều đại phong kiến độc lập đầu tiên ở Việt Nam là triều đại này. Ủa, Văn Lang không phải là phong kiến? Không, Văn Lang nó chưa hình thành một cái thể chế. Cái giai đoạn Văn Lang lúc bây giờ chúng ta nếu như đúng theo cái nấc thang về hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác Lênin á, thì lúc bây giờ chúng ta vừa mới thoát khỏi cái tình trạng gọi là bắt đăng trong thời kỳ gọi là chiếm hữu nô lệ thôi. Nếu mà trong cái thời kỳ đấy vừa kết thúc cái giai đoạn công xã nguyên thủy ha, thì thực ra thì Việt Nam chúng ta cũng không trải qua cái thời kỳ chiếm hữu nô lệ, nhưng mà sau cái thời kỳ đấy thì chúng ta lại bị mất nước, chúng ta bị đô hộ bởi 1.000 năm Bắc thuộc đấy. Vậy cho nên là cái tính chất, cái đặc điểm của Việt Nam nó không tuân theo cái tháp hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác Lênin. Chúng ta không kinh qua thời kỳ chiếm hữu nô lệ, chúng ta không kinh qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa. Đại cổ Việt hả cô? Đấy là cái tên nước ha, nhưng mình đang nói cái triều đại. Nhà Ngô á, có Ngô Quyền á. À đúng rồi ạ, triều đại phong kiến đầu tiên là nhà Ngô đấy. Nhà Ngô xong rồi đến nhà Đinh ha. Bản Tịnh nói là nhà Đinh, thực ra là nhà Đinh là sau nhà Ngô. Nhà Ngô là cái triều đại phong kiến đầu tiên. Thực ra nếu như mà người ta có tranh cãi thì người ta sẽ tranh cãi giữa nhà Khúc với lại nhà Ngô thôi. Nhà Khúc thừa dụ trong cái giai đoạn năm 905 ấy. Sau đó thì thực ra là cái Khúc thừa dụ thì phong chức là tiết độ sứ, là cũng chưa phải là xưng đế, chưa phải là đòi lại cái độc lập thoát khỏi Trung Quốc hoàn toàn ha. Đến nhà Ngô với cái thắng lợi là đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng đấy, đúng không? Vào năm 938 đấy, thì lúc bây giờ cái triều đại phong kiến độc lập đầu tiên của Việt Nam nó được hình thành. Sau nhà Ngô là đến nhà Đinh này, sau Đinh là đến nhà Tiền Lê này, sau Tiền Lê là đến Lý này, Lý đến Trần, đến Hồ, đến Lê Sơ, đến Mạc, rồi đến thời kỳ chế độ phong kiến nó rơi vào tình trạng khủng hoảng cắt cứ, gọi là thời kỳ Lê Trung Hưng, đằng trong đằng ngoài đấy. Sau rồi đến nhà Tây Sơn này, và cuối cùng là triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Đây là những cái triều đại phong kiến tồn tại Việt Nam, nó kéo dài từ thế kỷ 10 cho đến giữa thế kỷ 20. Giữa thế kỷ 20 tức là tính đến năm 1945 đấy, khi mà cách mạng tháng 8 thành công, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, thì cái chế độ phong kiến Việt Nam nó chính thức sụp đổ, chính thức chấm dứt. Và chúng ta thấy rằng là trong suốt gần 3.000 năm dựng nước và giữ nước đấy, chúng ta phải đối diện với rất nhiều kẻ thù khác nhau, rất là nhiều những cái thế lực ngoại xâm khác nhau. Và điều gì để làm cho chúng ta có thể níu giữ lại được, chúng ta tạo nên cái sức mạnh và vượt qua được những khó khăn thách thức đấy,
thì đó chính là cái tinh thần yêu nước, cái chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Nó là cái mẫu số chung để mà mỗi người dân Việt Nam chúng ta có thể gạt đi cái lợi ích của cá nhân, lợi ích của giai cấp, lợi ích của chính gia đình hoặc là dòng họ hoặc là cái triều đại mình đấy, để mà giữ vững được cái, để người ta có thể cùng nhau đứng trong một cái chiến tuyến, cùng nhau chống giặc. Sau 1000 năm bị đô hộ thì đến nhà Ngô, thì chúng ta thấy là nhà Ngô thì đánh tan quân Nam Hán ha. Sau đến nhà Đinh thì có vai trò là dẹp loạn 12 sứ quân để thống nhất đất nước này. Đến Tiền Lê thì chống Tống ha. Đến nhà Lý thì cũng chống Tống. Còn đến nhà Trần thì đã đi vào lịch sử quân sự của Việt Nam với thắng lợi 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông ha. 3 lần chiến kháng chiến thành công chống quân Nguyên Mông. Rồi đến nhà Hồ. Nhà Hồ thì tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, từ năm 1400 đến 1407, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thôi. Và sau đó thì khi mà chưa kịp được lòng dân, chưa kịp hô hào được nhân dân thì đã bị để đất nước rơi vào tay giặc Minh. Sau đó thì nhà Hậu Lê, nhà Lê Sơ đấy, thì đã đánh tan giặc Minh và thống nhất đất nước. Rồi thì đến nhà Mạc, rồi đến thời kỳ phong kiến khủng hoảng thì không nói rồi, ra là đằng trong đằng ngoài phân chia lẫn nhau, chuyện Nguyễn phân tranh. Sau đó thì đến thời nhà Tây Sơn. Nhà Tây Sơn tồn tại cũng khoảng trong khoảng thời gian rất ngắn thôi, nhưng mà họ đã kịp đánh quân Xiêm ha. Đánh quân Xiêm ở đâu nhỉ? Địa danh ở Tiền Giang ấy. Anh có biết không ạ? Gạch Gầm Xoài Mút. À đúng rồi. Gạch Gầm Xoài Mút ạ. À đúng rồi ạ. Đó chính là Gạch Gầm Xoài Mút ha. Đánh tan quân Xiêm ở Gạch Gầm Xoài Mút. Sau đó rồi tiến công thần tốc ra Thăng Long và đánh tan quân Thanh. Đấy, trong khoảng thời gian tồn tại rất là ngắn, nhưng mà triều đại Tây Sơn cũng đã làm được rất là nhiều những cái việc to lớn ha. Sau nhà Tây Sơn thì đến nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn thì chúng ta biết rồi. Nhà Nguyễn thì không may cho lắm là ở chỗ là phải đối diện với một cái kẻ thù rất mới. Pháp là một kẻ thù rất mới, đến từ phương Tây. Còn trước đó chúng ta thấy rằng là hầu hết những cái thế lực ngoại xâm mà đến của chúng ta là từ phong kiến phương Bắc xuống, hoặc là một số nước lân bang thôi. Còn lại là Pháp lại là một cái thế lực rất mới từ bên ngoài vào. Nó theo cái dòng chảy của xuống của thế giới của thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đó là chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc ấy, mà bữa trước chúng ta đã phân tích ấy. Thế thì Pháp đã tràn vào và triều đình nhà Nguyễn đã không đứng vững được và cuối cùng bị mất nước. Và chúng ta thấy rằng là trải qua từ thế kỷ 10 cho đến thế kỷ 20, chúng ta đã, khi mà triều đại phong kiến Việt Nam chấm dứt thì chúng ta cũng phải đối diện với rất là nhiều những thế lực ngoại xâm. Sau đó chúng ta tiếp tục kháng chiến chống Pháp, rồi 21 năm kháng chiến chống Mỹ này. Chúng ta mới được thống nhất từ năm 1975 đến nay. Và thậm chí là đến năm 75, từ năm 75 chúng ta cũng không phải là chúng ta được hòa bình, ổn định, thống nhất để mà xây dựng phát triển đất nước, đúng không ạ? Chúng ta lại tiếp tục phải gồng mình lên để mà bảo vệ biên giới Tây Nam trong cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với lực lượng Khmer Đỏ, Pol Pot, Yen Seri đấy. Sau đó chúng ta lại phải đấu tranh với Trung Quốc, đúng không ạ? Ở cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1979. Những cái điều đấy nó nói lên một cái điều, đó là gì? Dân tộc Việt Nam chúng ta đã vượt qua rất nhiều những cái khó khăn, rất là nhiều những cái thách thức để mà có thể giữ vững được cái hòa bình, ổn định, cái độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay. Chúng ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Và cái hậu quả của chiến tranh đấy nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sự phát triển của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nó làm cái chậm lại, cản lại những cái sự phát triển của dân tộc Việt Nam chúng ta trong suốt cái chặng đường vừa qua. Nhưng mà hơn hết thảy, cái điều to lớn nhất, điều mà chúng ta đáng tự hào nhất đó là gì? Đó là vượt qua nhiều khó khăn thách thức như vậy đấy, nhưng mà đến bây giờ chúng ta vẫn giữ vững được cái chủ quyền, cái toàn vẹn, cái thống nhất lãnh thổ. Trải qua nhiều cái sự hy sinh mất mát thì chúng ta vẫn giữ được cái điều thiêng liêng tối thượng đấy. Và chính chủ nghĩa yêu nước nó chính là một trong những cái giá trị, một trong những cái tạo nên cái sức mạnh khổng lồ của dân tộc Việt Nam chúng ta, và chúng ta đã vượt qua được những khó khăn đó. Và bản thân Hồ Chí Minh là người nhận thấy cái vai trò rất là lớn của chủ nghĩa yêu nước này. Sau này khi mà nói về cái sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì Hồ Chí Minh chỉ ra rằng là để ra đời được Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó là sự kết hợp của ba yếu tố, đó là chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Thì Hồ Chí Minh đã nhận thức rất là rõ cái vai trò, cái vị trí của cái chủ nghĩa yêu nước trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Và
Hồ Chí Minh có một cái lời tổng kết để khẳng định về cái vai trò là nguyên nước này, đó là gì? Dân ta sao nhỉ? Đô nói sao nhỉ? Ê, em kêu là Bác Phụ có câu này, ông cha ta đã... À, các phu hùng đã có công dựng nước, bác cha ta phải cùng nhau dựng lấy nước hả? Dạ đúng rồi. À, câu nói đấy là lời mà Hồ Chí Minh đã căn dặn thôi ha. Hồ Chí Minh đã căn dặn lực lượng bộ đội khi mà đi cùng với bác đến thăm đền Hùng. Còn cái câu nói của Hồ Chí Minh để mà khẳng định về cái vai trò, cái vị trí của lòng yêu nước là gì ta? À, dân ta phải biết xử ta hả cô? Dân ta phải biết xử ta cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam. Cái câu đấy nó lại nói về cái vai trò tầm quan trọng của việc mà chúng ta phải nắm được lịch sử nước nhà rồi. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Câu này chúng ta nghe bao giờ chưa ạ? Dân ta đã có rồi, đi học chúng nồng nghe nàn hết. Yêu nước. À đấy ạ. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn và nó nhấn chìm tất cả các lũ bán nước và lũ cướp nước. À, điều chứng minh khẳng định về cái vị trí, cái vai trò của lòng yêu nước này. Chính cái chủ nghĩa yêu nước này nó đã giúp cho nhân dân ta vượt qua được rất là nhiều những cái khó khăn, thách thức. Bên cạnh cái lòng yêu nước thì cũng có một cái giá trị, một cái truyền thống nữa từ cuối cửa báo dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó chính là cái tinh thần nhân nghĩa và truyền thống đoàn kết này. Cùng với chủ nghĩa yêu nước thì cái truyền thống đoàn kết cũng là một trong những cái giá trị hết sức quý báu của dân tộc Việt Nam. Chính cái tinh thần cố kết cộng đồng này, yếu tố đoàn kết này, và nó tạo ra cái tạo ra một cái khối sức mạnh rất là to lớn. Chúng ta có thể vì cái lợi ích chung với lợi ích của dân tộc mà chúng ta có thể đoàn kết. Chúng ta bỏ qua cái lợi ích của cá nhân, của giai cấp, của những cái lợi ích riêng ấy, để mà phục vụ cho cái lợi ích chung, những vấn đề chung của đất nước, của dân tộc. Nếu như không có tinh thần đoàn kết thì trên dưới một lòng cả nước giúp sức thì chúng ta thấy rằng là không dễ gì mà ngày xưa vua tôi nhà Trần lại có thể 3 lần kháng chiến thành công trong quân Nguyên Mông được, đúng không ạ? Trong khi đấy thế giặc thì như trẻ tre, là một trong những cái đế quốc cực kỳ hùng mạnh, lăn thể hiện cái khuynh trương, cái sức mạnh của mình ở cả khu vực châu Âu sang khu vực châu Á. Nhưng mà 3 lần đến Đại Việt thì 3 lần đều ngậm ngùi quay trở về, đều thất bại. Thế rằng là cái tinh thần cố kết cộng đồng, cái sự đoàn kết nhất trí ấy, nó tạo nên một sức mạnh cực kỳ lớn. Và cũng là cái yếu tố đấy, đến nhà Hồ thì nhà Hồ lại thất bại, rất nhanh chóng bị thất bại. Bởi vì không có kêu gọi được nhân dân, không tạo được cái niềm tin cho nhân dân và không phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Do vậy cho nên là cái giá trị, cái truyền thống đoàn kết nó có vai trò rất là quan trọng, và nó thể hiện cái minh chứng rất là rõ ràng thông qua cái lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta. Hay là mới đây thôi chúng ta thấy là qua dịch Covid-19 đấy ha, chúng ta thấy những cái câu chuyện, những cái tấm gương, những cái sự kiện để thể hiện rằng là dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc rất là đoàn kết, có tinh thần nhường cơm xẻ áo và sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ khi mà gặp hoạn nạn khó khăn ấy. Rất là nhiều những cái tấm gương, rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta có thể chứng kiến ngay bên ngoài cuộc sống xung quanh của chúng ta thông qua cái đại dịch Covid-19 đấy. Và bản thân Hồ Chí Minh. Cô cho em hỏi cái bài tập buổi 4 á là cái bài đó mình làm liền hả cô? Sao cô em lỡ vô và giờ thoát ra được không cô? Bài tập buổi 4. Không cần làm đâu ạ. Làm được không cần làm được. Anh có thể áo ra được. Vậy em hôm nay là buổi 4 nè. Tự nhiên bây giờ vào làm bài tập chi ấy. Đang học em lỡ vô. Em lỡ vô em thoát ra. Rồi ok, áo ra ha. Và bản thân Hồ Chí Minh cũng nhận thức rất là rõ cái vai trò của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết ha. Ngay cả cái việc mà tập hợp lực lượng cách mạng mà hôm bữa chúng ta có phân tích trong cái việc mà Hồ Chí Minh chủ trì hội nghiệp nhất xong đấy. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghiệp nhất thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Hồ Chí Minh đã xác định lực lượng của cách mạng là lực lượng toàn dân tộc. Trong đấy không phân biệt già trẻ, trai gái, tôn giáo, đẳng cấp, ngành nghề, lứa tuổi, miễn là có tinh thần yêu nước thì sẽ đoàn kết họ. Kể cả là địa chủ phong kiến, kể cả là tiểu tư sản trí thức. Thế vậy cho nên là mới bị quốc tế cộng sản phê phán.
Nhưng mà cái quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc tập hợp lực lượng cách mạng là đoàn kết và đoàn kết toàn dân tộc nó chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù sau đấy Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, nhiều cái trắc trở về cái hoạt động cách mạng của mình, nhưng mà cái quan điểm về tập hợp lực lượng cách mạng là toàn thể dân tộc Hồ Chí Minh rất là kiên quyết. Sau này khi mà về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng rồi vào năm 1941, Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị thành lập hội nghị Trung ương 8 và trong đó thì thành lập ra mặt trận Việt Minh. Hồ Chí Minh có đưa ra cái lời kêu gọi đó là gì? Việt Nam độc lập thổi kèn loa, kêu gọi dân ta trẻ lẫn già đoàn kết vững bền như khối sắt để cùng nhau cứu nước Nam ta. Và đồng thời Hồ Chí Minh có những cái cách để mà kêu gọi nhân dân đoàn kết nó rất là gần gũi và rất là hiệu quả. Bởi vì chúng ta biết một cái điều đó là gì ạ? Trình độ dân trí của Việt Nam tại thời điểm lúc bây giờ nó không được cao, đúng không? Vậy cho nên là nếu như mà chúng ta đưa ra những lời hiệu triệu, những lời kêu gọi, những cái diễn văn tuyên truyền nó quá khô khan hoặc là nó quá cao siêu, nó quá khó hiểu, thì lúc bây giờ cái hiệu quả nó cũng sẽ không cao. Vậy cho nên Hồ Chí Minh có những cách thức để mà kêu gọi nhân dân đoàn kết rất là gần gũi. Ví dụ như là Hồ Chí Minh có những bài thơ như là bài ca Sợi Chỉ hay là bài thơ Đôi Đũa này mà chúng ta có được học không ạ? Bài thơ Hòn Đá, Hòn Đá To, Hòn Đá Nặng, Một Người Nhấc Nhấc Không Đặng ấy. Chúng ta có nghe bao giờ chưa ạ? Được học rồi luôn. Được học rồi ha. Hay là bài Con Cá và Tổ Ong, Hồ Chí Minh nói rằng là gì? Tổ ong lủng lẳng trên cành, trong đầy mật nhộng ngon lành lắm thay, cá già nhẹ nhẹ lên cây, tưởng rằng lấy được ăn ngay cho giòn. Ong thấy cáo muốn cướp con, rủ nhau súng lại vây tròn cáo ta, châm đầu châm mắt cáo già, cáo già đau quá phải xa xuống rồi. Ong kia yêu giống yêu nòi, đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi. Bây giờ ta thử phân bì, ong còn đoàn kết huống chi là người, giặc kia áp bức giống nòi, ta nên đoàn kết để đòi tự do. Để nói về cái cách mà Hồ Chí Minh đoàn kết tập hợp nhân dân nó rất là gần gũi. Thế cái giá trị truyền thống thứ hai đó chính là cái tinh thần đoàn kết cố kết cộng đồng ha. Truyền thống thứ ba là cái tinh thần lạc quan, yêu đời và quý trọng hiền tài. Chúng ta thấy rằng là bản thân dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc lạc quan, đúng không ạ? Chúng ta có thấy là yếu tố lạc quan đấy nó nằm đâu đấy trong bản thân chúng ta không ạ? Các bạn, các anh chị có phải là một người lạc quan không ạ? Lạc quan rằng là môn đấy dễ qua lắm, hoặc là ôi tuần sau mới thi, còn hẳn một tuần để ôn không phải lo kia ha, rất lạc quan ha. Và thực tế tinh thần lạc quan là một cái yếu tố rất là cần thiết, cực kỳ cần thiết trong cuộc sống của chúng ta ha. Chỉ khi chúng ta có niềm tin, chúng ta lạc quan, chúng ta tin tưởng rằng là chúng ta sẽ đạt được điều đấy, thì lúc bây giờ cái khả năng, cái xác suất mà chúng ta đạt được nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà chúng ta ngay từ ban đầu chúng ta bảo mình không làm được đâu, nó khó lắm, không làm được đâu, thì chắc chắn là cái xác suất mà chúng ta thành công nó sẽ rất thấp. Thực tế là như thế đấy ạ. Cứ đi rồi sẽ tới, chỉ sợ là những không đi những bước đi đầu tiên thôi ha. Nhân dân ta ngày xưa chúng ta thấy là lạc quan là một cái truyền thống. Chúng ta thường hay nghe những câu của ông cha ngày xưa của chúng ta là gì? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời hả? Hay là hết cơn bĩ cực thì sẽ tới ngày thái lai, tức là hết qua hết những cái ngày cùng cực đi, những ngày khó khăn đi thì sẽ tới những ngày tươi sáng hơn. Hay là chúng ta thấy là ngay cả một cái minh chứng rất là rõ ràng để cho thấy cái tinh thần lạc quan nó tạo nên một sức mạnh rất lớn. Hay trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta chẳng hạn. Chúng ta biết rằng là đối diện với Việt Nam, tham chiến ở Việt Nam thì Mỹ có gì? Mỹ có gì không biết, nhưng mà chúng ta thấy rằng là tiềm lực quân sự của Mỹ lúc bây giờ là đứng hàng đầu thế giới, một trong những quốc gia đứng hàng đầu thế giới, đúng không ạ, về quân sự. Còn đối diện với Mỹ, Việt Nam có gì? Có gì không biết, nhưng mà cho đến năm 1946 trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hồ Chí Minh có nói rằng là gì? Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Ai có quốc dùng quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng gươm thì dùng quốc thuổng gậy gộc, vũ khí hiện đại ha. Thế mà chúng ta vẫn mạnh dạn, chúng ta vẫn sẵn sàng đương đầu với một cái thế lực, một cái quốc gia mà có cái tiềm lực quân sự đứng hàng đầu thế giới, và chúng ta đối diện một cách hiên ngang và không sợ sệt. Chúng ta có những người mà xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai,
Chúng ta biết rằng đi vào Trường Sơn, đi 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 qua vòng đường Trường Sơn ấy, đi vào chiến trường B, đi vào miền Nam là nơi hòn tên mũi đạn, là nơi mà họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng ta, các cha các ông, các thế hệ đi trước chúng ta vẫn vẫn đi với một cái tinh thần rất là lạc quan, với niềm tin rất là to lớn rằng là cái chính nghĩa của chúng ta sẽ chiến thắng, rồi cái sự hy sinh của bản thân mình nó sẽ tạo nên một cái tiền đồ tốt đẹp hơn cho dân tộc. Do vậy cho nên là sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai ha. Thì cái truyền thống lạc quan này nó cũng là một cái giá trị chúng ta có thể thấy là nó rất là nổi bật trong những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ngoài ra thì cái giá trị cuối cùng đó chính là cái tinh thần cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, hao học hỏi và sẵn sàng đón nhận được cái tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chúng ta thấy rằng cái điều này thì thấy rất là gần xung quanh chúng ta luôn ha. Trong lao động sản xuất chẳng hạn, chúng ta thấy là có những cái bác nông dân mặc dù là không phải là học được học hành đến nơi đến chốn, không bằng này cấp kia, không phải là kỹ sư kỹ sĩ gì, nhưng mà xuất phát từ những cái nhu cầu lao động thực tiễn mà họ có thể sáng chế ra, có thể sáng tạo ra những cái sản phẩm, những cái công cụ lao động mà nó phục vụ cho cái nhu cầu lao động và sản xuất của mình. Thế đấy rằng là chúng ta rất là thông minh ha, cần cù, dũng cảm và sẵn sàng đón nhận cái tinh hoa văn hóa của nhân loại. Thế thì tóm lại thì cái giá trị, cái tiền đề tư tưởng lý luận đầu tiên mà nãy giờ chúng ta đã phân tích là những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trong đó có một số cái giá trị mà một số những cái giá trị tốt đẹp mà chúng ta có thể liệt kê đến, ví dụ như là cái chủ nghĩa yêu nước này, tinh thần nhân nghĩa đoàn kết này, tương thân tương ái này, tinh thần lạc quan yêu đời này, rồi những cái thuộc về cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận những cái tinh hoa văn hóa của nhân loại ha. Đấy là những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cái thứ hai mà chúng ta xét đến nữa, nó thuộc về một trong những cái tiền đề lý luận dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là gì? Đó là tinh hoa văn hóa nhân loại ha. Trong cái tinh hoa văn hóa của nhân loại này thì người ta sẽ chia ra là tinh hoa văn hóa của phương Đông và tinh hoa văn hóa của phương Tây. Tinh hoa văn hóa của phương Đông thì có Nho giáo, có Phật giáo, có Đạo giáo, có Thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Phương Tây thì dần dần chúng ta sẽ tính đến. Đấy là những nội dung mà mình đề cập đấy, chúng ta có nắm được không ạ? Chúng ta có thấy là mình đi nhanh quá không ạ? Các bạn, các anh chị có nắm được không ạ? Có thấy là mình đi nhanh quá không? Được không cô? Là được đúng không ạ? Đúng rồi cô. Ok. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Khi mà xét về những cái giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại thì chúng ta có tinh hoa văn hóa của phương Đông và tinh hoa văn hóa của phương Tây. Thế chúng ta xem tinh hoa văn hóa của phương Đông thì có gì? Trước tiên là chúng ta xét về Nho giáo ha. Nho giáo là một cái giáo lý xuất phát từ Trung Quốc, chúng ta biết rồi. Và nó có cái ảnh hưởng rất là sâu đậm đến với đời sống, tâm tưởng của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Đúng không ạ? Bởi vì sao cái giáo lý của Nho giáo nó lại ăn sâu vào trong cái đời sống nhân dân Việt Nam đến như vậy ạ? Vì sao mà cái giáo lý của Nho giáo nó lại có thể ăn sâu đậm đến cái đời sống nhân dân Việt Nam đến như thế ạ? Thì mình thấy ngang bên Trung Quốc, Trung Quốc đô hộ nên là những cái nó truyền bá những cái đạo vào trong Việt Nam. Giống như lúc nãy chúng ta đã đề cập đến ấy, là Việt Nam chúng ta có 1000 năm bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc, đúng không ạ? Và cái sự đô hộ đấy họ không chỉ là đem áp đặt cái bộ máy cai trị một cách hà khắc lên đời sống nhân dân Việt Nam, họ còn đưa vào những cái giá trị yếu tố về mặt văn hóa, về mặt tín ngưỡng, tôn giáo vào nữa, để mà với mục đích là đồng hóa nhân dân Việt Nam chúng ta, trong đó có cái giáo lý của Nho giáo này. Chúng ta thấy rằng là giáo lý của Nho giáo nó ảnh hưởng rất là sâu đậm đến nhân dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc, bởi vì cái giai đoạn mà 1000 năm đô hộ, 1000 năm Bắc thuộc ấy, thì cái lãnh thổ của Việt Nam chúng ta chỉ khu Việt một chút ở miền Bắc thôi. Ha. Còn sau này thì mới mở rộng dần lãnh thổ xuống phương Nam. Thế thì giáo lý của Nho giáo, anh Nhật có ý kiến gì ạ? Dạ, theo em thì cái Nho giáo nó ảnh hưởng sâu sắc trong Việt Nam vì lý do là cái điều cơ bản của Nho giáo nó xuất phát từ cái dân tộc Việt trước rồi. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như trong cái cơ bản như thôi, trong đó cái nhân lễ nghĩa trí tín.
Tại vì em đọc có một số cái lịch sử viết về cái Nho giáo này, tại vì Khổng Tử thì cũng chỉ nói là người xưa nói, chứ không phải là từ Khổng Tử viết ra. Và sau này khi mà người ta trích lục cái từ người xưa nói là Khổng Tử lấy từ đâu, mà người ta xét từ trong cái đời nhà Chung, thì nó có một cái sự tích là hiện nay thì vẫn còn một số cái phiên bản còn lại đó. Thì cái đó là do thời kỳ của nước Việt, và nước gọi là nước Việt thường đó, thì người ta viết lại về cái văn hóa trên cái Mai Rùi rất là lớn, thì mới đem và tặng cho cái nước nhà Chu. Thì từ đó nó cũng lưu truyền về cái văn hóa là nhân lễ nghĩa trí tín, nó truyền lại được bao gia văn hóa hai nước. Thì theo em nghĩ là nó ăn sâu vì lý do cái này của người Việt nó có cái văn hóa này từ xa xưa. Dạ, cảm ơn anh. Anh Nhật đã có một cái sự tìm hiểu rất là lớn về Nho giáo ha. Tuy nhiên thì cái cụm từ dân tộc Việt của chúng ta từ thái niệm ngày xưa ấy, thì nó cũng không phải hẳn là nằm trên cái lãnh thổ Việt Nam bây giờ đâu. Nó nằm ở khu vực phía Bắc nha, nó giáp ranh giữa cái Việt Nam với lại Trung Quốc bây giờ ấy. Nên là nó cũng không hẳn là nằm ở trên lãnh thổ Việt Nam. Và cái khái niệm người Việt thượng thì sau này nó còn bị chia nhỏ ra thành nhiều cái dân tộc khác nữa, dân tộc nhỏ khác nữa. Sau đó thì có những cái nhánh nhỏ trong đó thì mới xuống dần phía Nam này và thành lập nên những cái dân tộc Việt sau này. Thế chúng ta nói lại với cái Nho giáo một chút. Giáo lý của Nho giáo chúng ta thấy rằng là nó rất là đề cao đến việc mà xây dựng hình ảnh của một bậc quân tử ha, một bậc trượng phu ha, là có đầy đủ những cái đức tính như là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm, vân vân. Và giáo lý của Nho giáo nó cũng quy định rất là rõ ràng ở việc là xã hội sẽ chia làm những cái mối quan hệ, và mỗi người ở trong cái địa vị nào trong cái mối quan hệ đó thì sẽ bị ràng buộc với nó. Ví dụ như là mối quan hệ giữa vua tôi này, ở cha con này, vợ chồng, bằng hữu, huynh đệ, đúng không? Ha. Thì ứng ở cái vị trí nào trong mối quan hệ đó thì nó sẽ chịu ràng buộc bởi chính cái mối quan hệ đó. Ví dụ là chúng ta thường hay nghe câu đó là gì ạ? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, đúng không ạ? Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Đấy. Và Nho giáo thì nó có một cái hạn chế cực kỳ lớn. Và hạn chế lớn nhất của Nho giáo đó là gì ạ? Không coi trọng phụ nữ cơ. À, đó chính là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ha. Tư tưởng trọng nam khinh nữ chính là cái hạn chế rất là lớn của Nho giáo. Vì Nho giáo thường hay có câu đó là nhất nam thì viết hữu mà thập nữ thì viết vô. À, quan điểm của Nho giáo thì không đề cao cái vai trò của phụ nữ. Và phụ nữ dưới cái giáo lý của Nho giáo thì họ phải chịu ràng buộc với rất là nhiều yếu tố. Phải tam tòng tứ đức ấy, đúng không ạ? Là phải công dung ngôn hạnh, rồi thì tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, rồi phu tử tòng tử ấy. Chúng ta thường hay nghe những câu rất là quen thuộc đấy. Và đối với Nho giáo á, thì bản thân Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho. Cha của Bác Hồ là cụ Nguyễn Sinh Sắc này, rồi ông ngoại là cụ Hoàng Xuân Đường, đều là những nhà Nho. Do vậy cho nên là ngay từ khi Hồ Chí Minh còn bé thì Hồ Chí Minh đã chịu cái tác động, chịu cái ảnh hưởng bởi Nho giáo này rất là nhiều. Tuy nhiên bản thân Hồ Chí Minh làm người có một cái điểm rất hay, đó là làm người tiếp thu có chọn lọc. Tức là không phải là Hồ Chí Minh tiếp thu mọi thứ nó một cách máy móc, một cách dập khuôn, một cái giáo điều, mà những cái yếu tố nào mà Hồ Chí Minh thấy nó là chân giá trị, nó là đúng thì Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận nó. Cũng như giống như là Nho giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu những cái yếu tố tích cực của nó. Còn bên cạnh những cái mặt tích cực, những cái hạn chế thì Hồ Chí Minh đã không bị ảnh hưởng với nó ha. Cái tiếp theo là Phật giáo. Chúng ta thấy là Phật giáo thì có nguồn gốc từ Ấn Độ, đúng không ạ? Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ 6 trước Công nguyên. Phật giáo có nguồn gốc ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ 6 trước Công nguyên. Và những cái giáo lý của Phật giáo á, nó lúc ban đầu Phật giáo nó ra đời ở Ấn Độ là ra đời trong cái điều kiện xã hội là ra đời trong lực lượng bình dân và nô lệ ở Ấn Độ. Do vậy cho nên là những cái giáo lý của Phật giáo nó rất là gần gũi với lực lượng này, với lực lượng bình dân và nô lệ. Và cái mỗi cái Phật giáo, Phật giáo nó có năm tông, cái Bắc tông là nó cũng xuất phát từ Ấn Độ hay sao không? Từ Ấn Độ sau đó rồi nó vượt qua khỏi biên giới của Ấn Độ, nó sang Malai rồi nó về Trung Quốc, rồi nó mới bắt đầu bị biến tướng ra, nó bị tách ra với nhiều cái
phái khác nhau ha, cũng giống như là Thiên Chúa giáo ấy, nó chỉ có một gốc ban đầu thôi, nhưng mà sau đó thì nó cũng khi mà nó phát triển lên rồi nó bị du nhập ra bên ngoài thì nó cũng bị tách ra khỏi là Thiên Chúa giáo với lại Tin Lành, thì Phật giáo nó cũng tương tự như thế. À, những cái giáo lý của Phật giáo á, thì nó rất là gần gũi với đời sống nhân dân, đặc biệt là lực lượng bình dân, nông dân. Nó kêu gọi con người ta là sống từ bi bác ái này, rồi thì cứu khổ cứu nạn, sống giản dị, yêu lao động vân vân. Và chúng ta thấy rằng là giáo lý của Phật giáo á, nó quy định, nó chỉ ra những cái nỗi đau khổ của con người từ đâu mà có ha, rồi nó chỉ ra cái cách để mà con người ta sẽ vượt qua những cái nỗi đau khổ đó. Vượt qua được cái sự vô minh, vượt qua được cái sự tham sân si để đến cõi niết bàn đó. Một cái yếu tố thuộc về giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại của phương Đông Hồ Chí Minh tiếp nhận nữa, đó là cái thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn. Thì Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc vào năm 1911. Và trong cái cuộc cách mạng Tân Hợi này thì Tôn Trung Sơn có đưa ra một cái học thuyết, một cái thủ thuyết đó gọi là thuyết tam dân. Sau đó nó đề cập đến nó là gì? Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Chúng ta nghe cái cụm từ này chúng ta thấy có quen không ạ? Có không? Quen ở chỗ nào ạ? Nghe kiểu như nhiều người nói cái câu mà. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Thế chúng ta thấy nó quen ở chỗ nào ạ? Trong cái bản tiên ngôn là cái gì độc lập tự do hạnh phúc của trên mấy cái bài trong những cái giấy tờ rồi thì văn bản hành chính rồi này kia đúng không ạ? Dạ, cái đó người ta gọi là gì ạ? Độc lập tự do hạnh phúc là cái người ta gọi là gì nhỉ? Trong những cái văn bản hành chính người ta gọi đó là gì ạ? Thấy rất nhiều mà, nhưng mà nó tên là gì? Người ta gọi nó là gì? À đúng rồi, anh Hải nói đúng ạ. Đó chính là tiêu ngữ ha. Quốc hiệu và tiêu ngữ đấy. Quốc hiệu là tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc là tiêu ngữ. Thì chính cái độc lập tự do hạnh phúc, cái mà chúng ta đang dùng tiêu ngữ bây giờ ấy, nó có chịu ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng Tân Hợi của Tôn Trung Sơn vào năm 1911, vừa cái thuyết tam dân ấy. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc ấy. Thế thì nãy giờ chúng ta có nhắc đến những cái yếu tố tinh hoa văn hóa của phương Đông, nhắc đến những cái giá trị, những cái yếu tố người ta gọi là tinh hoa đấy, tinh hoa phương Đông, như là Nho giáo, như là Phật giáo, như là thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn. Nhưng mà vấn đề ở đây mà chúng ta cần phải trả lời đó là gì? Liệu rằng bản thân Hồ Chí Minh có tiếp nhận những cái giá trị này hay không? Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang xét, chúng ta đang nghiên cứu những yếu tố dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh mà. Thế thì những cái tiền đề tư tưởng lý luận mà chúng ta nhắc đến đây nó cũng phải liên quan đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh chứ. Thế vấn đề là những cái yếu tố này, những cái nền tảng tư tưởng lý luận này nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cá nhân Hồ Chí Minh? Thì chính bản thân Hồ Chí Minh là người đã trả lời cho câu hỏi này. Ở chỗ là gì? Hồ Chí Minh có một cái câu nói để mà tổng hợp về những cái hệ tư tưởng này ha. Cho nên Hồ Chí Minh nói rằng là gì? Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của Giê-xu có ưu điểm là lòng bác ái cao cả. Chủ nghĩa Mác-Lênin có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Còn thuyết tam dân của Tôn Giật Tiên, tức là Tôn Trung Sơn đây này, có ưu điểm là có cái đặc điểm phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Hồ Chí Minh nói rằng là nếu như tôi nghĩ rằng nếu như các vị này còn sống mà sống cùng thời với nhau thì họ chắc chắn là những người bạn bè tốt của nhau. Còn riêng bản thân tôi chỉ mong trở thành một người học trò nhỏ của các vị ấy. Điều đấy chứng tỏ rằng là gì? Chỉ qua một cái câu khẳng định như vậy thôi, chúng ta cũng thấy rằng là bản thân Hồ Chí Minh có sự nghiên cứu, có sự tìm hiểu về những học thuyết này. Đúng không ạ? Thì từ đấy mới đưa ra được những cái nhận định rằng là gì? Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm là tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của Giê-xu có ưu điểm là lòng bác ái cao cả. Chủ nghĩa Mác-Lênin có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Thì bản thân Hồ Chí Minh phải là người nắm rồi, phải có nghiên cứu, có học hỏi rồi thì lúc bây giờ mới đưa ra được những cái kết luận như vậy. Đó, cho nên là chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng là những cái yếu tố thuộc về tinh hoa văn hóa của phương Đông này nó có ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nho giáo rồi Phật giáo rồi thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn.
Còn Tinh Hoa Văn Hóa của phương Tây thì Hồ Chí Minh tiếp nhận cái gì? Tinh Hoa Văn Hóa của phương Tây thì Hồ Chí Minh tiếp nhận thứ nhất đó là những cái giá trị của nền văn hóa Phục Hưng. Nền văn hóa Phục Hưng là một cái giá trị rất là khổng lồ của nhân loại, bởi ra đời bởi triết học ánh sáng, bởi những nhà cải cách, những nhà cách mạng về văn hóa phương Tây ở thế kỷ 16, 17, 18 ấy. Khi mà họ đã đứng lên đấu tranh đòi lại cái sự tự do cho sáng tác, sự tự do cho nền văn hóa của phương Tây lúc bấy giờ, sau rất là nhiều thời kỳ mà bị kìm hãm bởi chủ nghĩa kinh viện của nhà thờ ha. Thì cái rất là nhiều những nhà triết học họ đã đấu tranh về mặt văn hóa thôi, để đòi lại sự phát triển tự do cho nền văn hóa, rồi đề cao những yếu tố thuộc về quyền con người, quyền tự do, dân sinh, dân chủ, vân vân. Và khi Hồ Chí Minh đi ra nước ngoài năm 1911 ấy, chúng ta biết rằng là Hồ Chí Minh lúc bây giờ thì cái cuộc nền văn hóa Phục Hưng, cuộc cái thời kỳ triết học ánh sáng lúc bây giờ nó đã có rồi, nó đã xong rồi, và nó chỉ còn những cái thành tựu của nó thôi. Nhiệm vụ bây giờ chỉ là nghiên cứu, học tập và làm theo thôi. Rồi cho nên là bản thân Hồ Chí Minh khi mà đi ra nước ngoài thì có cái điều kiện rất là thuận lợi để có thể nghiên cứu về những cái giá trị này, những yếu tố này ha. Ngoài ra thì Hồ Chí Minh còn có tiếp cận cái ý thức hệ dân chủ tư sản, tức là cái việc mà con đường cách mạng tư sản đấy. Bởi vì Hồ Chí Minh sang phương Tây là cái nôi của cách mạng tư sản lúc bấy giờ, đúng không ạ? Lúc bấy giờ các cuộc cách mạng tư sản ở phương Tây đã thành công hết rồi. Xong lúc bây giờ thì Hồ Chí Minh chỉ việc nghiên cứu, tìm hiểu và lựa chọn xem là vậy thì cái con đường cách mạng tư sản này nó có phù hợp với cách mạng Việt Nam hay không nữa thôi. Có lựa chọn nó hay không mà thôi. Và ngay cả trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, chúng ta thấy rằng là những câu đầu tiên trong bản tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh đã trích dẫn từ những cái bản tuyên ngôn độc lập của các cuộc cách mạng tư sản Pháp, cách mạng tư sản Mỹ đấy, đúng không ạ? Hồ Chí Minh nói rằng là với đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời tuyên ngôn bất hủ ấy được trích trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776. Câu suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1791 nói rằng người ta sinh ra được tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đấy là những câu trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam Hồ Chí Minh đã đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chúng ta thấy rằng là trong bản tuyên ngôn độc lập mà khai sinh ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chí Minh đã trích dẫn những cái áng văn bất hủ trong cái bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và của Pháp. Thế thì chứng tỏ rằng là bản thân Hồ Chí Minh có nghiên cứu các cuộc cách mạng tư sản này và có áp dụng nó trong cái điều kiện cụ thể phù hợp. Nhưng mà vấn đề ở đây là các cuộc cách mạng tư sản, Hồ Chí Minh khi mà đi ra nước ngoài, Hồ Chí Minh có điều kiện nghiên cứu và đương nhiên có quyền ha, có quyền lựa chọn cái con đường cách mạng, con đường giải phóng cho Việt Nam lúc bấy giờ, bởi vì Hồ Chí Minh muốn đi tìm một cái con đường riêng của mình mà. Nên cho nên Hồ Chí Minh có quyền lựa chọn cách mạng tư sản là một trong những cái con đường để mà đấu tranh giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Và tại sao Hồ Chí Minh lại không lựa chọn nó? Cái này chút xíu nữa chúng ta sẽ để lại ha, để lại chút xíu nữa chúng ta sẽ làm. Thế thì chốt lại những cái giá trị thuộc về tinh hoa văn hóa của nhân loại mà Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, đó là tinh hoa văn hóa của phương Đông ha. Có Nho giáo, có Phật giáo, có Tuyết Tâm Dân của Tô Trung Sơn. Còn tinh hoa tư tưởng văn hóa của phương Tây thì Hồ Chí Minh có tiếp thu những cái giá trị của nền văn hóa Phục Hưng, triết học ánh sáng, rồi cái ý thức của các bạn tư sản. Đây là hình ảnh của một số nhà khai sáng ở phương Tây thế kỷ 17-18 này. Đây là hình ảnh của các mạng tư sản Pháp năm 1789-1794. Đây là hình ảnh của bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776. Rồi, chúng ta đến cái yếu tố thuộc về tiền đề tư tưởng lý luận cuối cùng, đó chính là chủ nghĩa Mác-Lênin. Hồ Chí Minh biết đến chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua sự kiện nào nhỉ? Chúng ta còn nhớ không ạ? Hồ Chí Minh biết đến chủ nghĩa Mác-Lênin thông qua sự kiện nào chúng ta còn nhớ không ạ? Thì chiến thắng cách mạng tháng 10 Nga. Có phải cách mạng tháng 10 Nga không ta?
bản sơ tạo người đọc được cái luận cương của mắc về vấn đề dân tộc thuộc địa của à đúng rồi ha, sự kiện đánh dấu cái việc mà Hồ Chí Minh đọc tìm thấy cái con đường cho các bạn Việt Nam biết đến chủ nghĩa Mác Lênin, nói chung là việc Hồ Chí Minh đọc được các bản luận cương của Lênin về những vấn đề dân tộc thuộc địa. Không phải năm 1919 đâu ạ, mà năm 1920 ha, tháng 7 năm 1920. Khi mà biết đến chủ nghĩa Mác Lênin đấy thì Hồ Chí Minh đã rất là vui mừng. Hồ Chí Minh có nói đến đấy là luận cương của Lênin làm cho tôi phấn khởi, sáng tỏ và tin tưởng biết bao. Ngồi một mình trong phòng mà tôi như muốn nói to lên trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào đã đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta. À, tại sao chủ nghĩa Mác Lênin nó lại ảnh hưởng lớn như vậy đối với cá nhân Hồ Chí Minh? Là bởi vì chủ nghĩa Mác Lênin nó đóng vai trò là cung cấp cái thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận cho Hồ Chí Minh. Chúng ta biết rằng là thế giới quan là gì ạ? Thế giới quan là những cái quan sát, những cái đánh giá, những cái nhìn nhận về thế giới bên ngoài ha. Nhân sinh quan là những đánh giá nhìn nhận về con người, về vạn vật xung quanh, về con người. Phương pháp luận là cái cách thức để tiến hành. Thế thì chủ nghĩa Mác Lênin là đóng vai trò là cung cấp cho Hồ Chí Minh những cái yếu tố đó. Khi mà chúng ta có cái thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn, chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định về mặt hành động đúng đắn, đúng không ạ? Chúng ta biết cái câu chuyện thầy bói xem voi rồi, đúng không? Tại sao cái ông thầy bói lại nói rằng là con voi này có hình là một chiếc chổi xẻ? Là bởi vì ông ấy sờ phải cái đuôi, đúng không ạ? Có ông thì lại bảo là con voi này có hình là một chiếc cột đình, bởi vì ông ấy ôm phải cái chân. Thế thì dưới cái thế giới quan, dưới cái nhãn quan của các vị này có đưa ra cái quan điểm, đưa ra cái nhận định có đúng không ạ? Với họ là đúng, đúng không ạ? Bởi vì thực tế là họ sờ thấy như thế. Nhưng cái hạn chế của họ đó là gì? Đó là họ không nhìn thấy một cách toàn diện, không nhìn thấy một cách toàn cảnh cái vấn đề cũng như là cái hình thù, cái hình dạng của con voi đó. Bởi vì thường thầy bói bị mù mà. Thế cho nên là dưới cái góc độ của họ thì cái thế giới quan của họ như vậy là đúng. Nhưng mà thực ra là nếu như xét một cách khách quan thì nó lại không chưa chính xác. Thế vậy cho nên là việc mà chúng ta có một cái thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn nó rất là quan trọng. Và chủ nghĩa Mác Lênin là đóng vai trò cung cấp cái điều đó cho Hồ Chí Minh. Thế vậy cho nên là chủ nghĩa Mác Lênin có vai trò rất là quan trọng đối với cá nhân Hồ Chí Minh ha. Rồi, đấy là một số cái nội dung liên quan đến cái cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về mặt khách quan. Nó gồm có bối cảnh lịch sử ở trong nước và thế giới. Với thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 chúng ta đã xét ở buổi học trước là những cái giá trị, những cái tiền đề tư tưởng lý luận mà chúng ta tìm hiểu từ nãy giờ. Các bạn, các anh chị có vấn đề gì thắc mắc không ạ? Chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Có vấn đề gì thắc mắc không ạ? Cái nội dung của chương 2 này nè, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu những nội dung như vậy ha. Những nội dung mà bữa giờ, hai buổi nay mình đã trình bày cho các bạn, các anh chị đấy. Chị nắm chắc được mình những cái thông tin cơ bản đó thôi. Chương 2 chúng ta sẽ nắm những nội dung đó. Được chưa ạ? Chúng ta có ai có thắc mắc hoặc có vấn đề gì không ạ? Có không ạ? Không cô. Không ha. Nếu không thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ làm bài tập nhóm. Giống như là bữa trước mình có đề cập đến đấy. Chúng ta sẽ có bài tập nhóm đầu tiên. Đây là cái bài tập nhóm đầu tiên của chúng ta ha.
Bây giờ các bạn của anh chị sẽ họp nhóm, sẽ làm với nhau, thảo luận, họp lại, làm. Và sau đó chúng ta sẽ nộp cái file PDF lên group Zalo lớp rồi mình. Đúng không ạ? Lưu ý là cử đại diện ra viết tay ha. Có cần ghi câu hỏi không cô? Khỏi không cô? Không cần ghi câu hỏi đâu ạ. Chúng ta ghi trả lời luôn được ạ. Ghi tên thành viên nhóm thôi là được đúng không cô? Đúng rồi ạ. Chúng ta ghi tên những thành viên nhóm hôm nay có đi học và có làm bài này ha. Ghi đầy đủ tên những thành viên nhóm có đi học và có làm bài ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thảo luận nhóm và làm bài ha. Chúng ta có thể chụp hình hoặc là cắt màn hình lại gì đấy. Và nhóm nào khi nào xong, chúng ta thời hạn tối đa mà nhóm các bạn phải gửi cho mình đó là bây giờ là 8:20. 9:15 ha. Thời hạn tối đa là 9:15, sau 9:15 thì mình sẽ không nhận bài nữa. Ha. Nhóm nào làm xong thì chúng ta có thể gửi lên group Zalo lớp. Còn lại nếu không thì xong nhóm nào làm xong khi nào thì chúng ta sẽ nghỉ khi đấy. Được chưa ạ? Vậy cho nên là chúng ta cắt màn hình lại. Sau đó rồi hoặc là mình sẽ gửi cái này qua group Zalo lớp đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ out và các bạn sẽ họp nhóm để làm bài ha. Bài nộp trên trang code đấy cô? Không ạ, cái này chúng ta chỉ làm và gửi trên group Zalo lớp thôi ha. Gửi file lên group Zalo lớp rồi mình. Dạ dạ dạ. Ủa sao nó đến rồi ta? Chúng ta có vấn đề gì thắc mắc không ạ? Rồi nếu như mà không có gì thắc mắc nữa thì chúng ta sẽ dừng ở đây nha. Mình sẽ out lớp và các nhóm sẽ thảo luận theo nhóm cá nhân của mình nha. Dạ rồi cô. Rồi, ok.